Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 16 tháng 2 thông báo Ukraine đã trao trả 101 tù binh sau các cuộc đàm phán. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, ông Andriy Yemak, Tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, 100 binh sĩ và một thường dân Ukraine đã được phía Nga trao trả. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã đàm phán để Nga trao trả tổng cộng 1.762 người. Ngày 16 tháng 2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ trên 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng hồi tuần trước tại nước này. Khoản viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến được phân bổ làm 3 giai đoạn và sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả trận động đất lớn nhất trong vòng một thế kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gói hỗ trợ sẽ tập trung vào đảm bảo an ninh lương thực, an toàn của người dân, giáo dục, nước uống và nơi ở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường và hỗ trợ đầy đủ ngân sách cho các nỗ lực ứng phó với thảm họa. Theo số liệu cập nhật mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, trên 9 triệu người tại nước này đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất, khiến gần 42.000 người thiệt mạng. Động đất kéo theo hàng loạt các thách thức khác, hàng trăm nghìn người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, hiện nay đang thiếu nước sạch, lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn đảm bảo trong điều kiện mùa đông nhiệt độ xuống thấp. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng liên quan sự cố khinh khí cầu vừa qua. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman cho biết Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ ngừng liên lạc và tìm cách hiểu lẫn nhau. Mặc dù Ngoại trưởng Antony Blinken mới đây đã hoãn chuyến thăm tới Bắc Kinh, theo bà Sherman, Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc và tin tưởng các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh các tính toán sai lầm có thể dẫn tới xung đột. Bà Sherman khẳng định Mỹ không tìm cách phân tách khỏi Trung Quốc mà tìm cách giảm rủi ro khi có thể. Ngày 16 tháng 2, chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB, David Malpass đã thông báo quyết định từ trước sớm vào tháng 6 tới. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới VKB, ông David Manpass, nêu rõ ông đã gặp các thành viên ban giám đốc VKB và thông báo quyết định từ chức trước cuối tài khóa hiện nay của VKB vào ngày 30 tháng 6 tới. Ông David Manpass được ban giám đốc VKB bầu làm chủ tịch thứ 13 của định chế tài chính này vào ngày 5 tháng 4 năm 2019. Nhiệm kỳ 5 năm của ông bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 năm 2019. Ông từng giữ cương vị Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế, đại diện của Mỹ tại các tổ chức quốc tế như nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 và tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển OECD.